Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9 năm 2024, qua tuần tra kiểm soát trên đoạn đường thuộc khu vực đường Văn Huế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tổ công tác thuộc công an thị xã Mỹ Hào phát hiện Nguyễn Văn Duẩn, sinh năm 2006 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, đang đi xe máy trên đường có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra phát hiện trong người đối tượng có 2 gói tinh thể dạng cục, 3 viên nén màu hồng. Bước đầu Duẩn khai nhận là ma túy tổng hợp do Duẩn mua của Tạ Hữu Mạnh, sinh năm 1999 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, hiện đang thuê căn hộ tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang với mục đích để sử dụng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mỹ Hào đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá, đồng thời tổ chức khám xét căn hộ số 0516, tòa nhà D West Bay thuộc khu đô thị Eco Park do Mạnh thuê. Qua kiểm tra ngoài Mạnh ra còn có 2 đối tượng khác là Kim Đình Lợi, sinh năm 2001 ở thôn Thủy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, và Trần Đình Khải, sinh năm 2003 ở thôn Đức Thịnh, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Thu giữ trên người Khải một gói chứa tinh thể và thu tại nhiều vị trí khác nhau của căn hộ các gói chứa tinh thể dạng cục, một khẩu súng kim loại và 24 viên đạn, đầu đạn bằng cao su. Khám xét trên xe ô tô hiệu Kia Cerato của Khải để dưới sảnh tòa nhà, lực lượng công an thu giữ một gói nhỏ dạng tinh thể, một cân điện tử và một số vật chứng khác. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số gói đựng tinh thể mà lực lượng công an thu giữ là ma túy tổng hợp được mua về với mục đích để bán và các vật chứng khác nhằm phục vụ cho việc bán lẻ ma túy. Kết quả giám định số vật chứng thu giữ trên có khối lượng 128,856 gam ma túy tổng hợp thuộc các loại MDMA, methamphetamine và ketamin. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tạ Hữu Mạnh và Trần Đình Khải về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Văn Duẩn và Kim Đình Lợi về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 13 tháng 8, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Thị Lý, sinh năm 1984, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo điều tra, Công an huyện Yên Thành phát hiện trên địa bàn có đối tượng chuyên bán lẻ ma túy. Đây là điểm bán lẻ nhức nhối và đối tượng có nhiều tiền án tiền sự. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 7, ban chuyên án bắt quả tang đối tượng Trần Thị Lý khi đang vận chuyển ma túy đi bán lẻ. Đáng nói, lúc bị phát hiện, đối tượng đã có hành vi chống cự quyết liệt, cố tình nuốt vào bụng số ma túy đang cầm trên tay, đồng thời ném số ma túy còn lại vào khu vườn hoang nhằm thủ tiêu tăng vật. Ngay lập tức, lực lượng công an đã đưa đối tượng vào bệnh viện để thực hiện các biện pháp y tế nhằm thu lại tăng vật, thu giữ 530 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Lý khai nhận thường xuyên mua ma túy ở các vùng miền núi rồi cất giấu ngoài đồng ruộng để bán lẻ kiếm lời. Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, gần 2 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc vừa kịp thời được lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Cụ thể, khi kiểm tra đột xuất một lô hàng là bao tải dứa màu trắng được phủ bạt xanh đang trên đường giao thông, đoạn thuộc bản Sơn Bình, xã Malifor, huyện Phong Thổ, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 30 bao tải này là chân gà đã qua chế biến. Qua kiểm tra, trên các bao tải chứa đựng không có nhãn hàng hóa, không có thông tin căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Hàng hóa bên trong là chân gà đã qua chế biến có tổng trọng lượng 930 kg, ước tính giá trị khoảng hơn 23 triệu đồng. Quá trình làm việc xác minh, chủ sở hữu là ông Lý Văn Mìn, là người dân sinh sống ngay tại bản Sơn Bình. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Bình đã không xuất trình được giấy tờ, tài liệu, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra khẩn cấp xe ô tô tải mang nhãn Hino khi xe này đang lưu thông trên địa bàn thị trấn Phong Thổ và phát hiện trên thùng xe này đang có 36 bao tải dứa đang chảy nước, bốc mùi hôi thối. Kiểm tra nhanh, bên trong các bao tải dứa này là chân gà đã qua chế biến, nhưng tài xế Nguyễn Đức Tới cũng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp và đảm bảo vệ sinh thú y của hàng hóa. 36 bao tải chân gà này cũng không có nhãn hiệu hàng hóa, không có thông tin căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Tổng số hàng hóa tạm giữ lên đến 1,9 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, không đảm bảo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh thú y để tiêu thụ. Do đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.
Dự thảo nghị định do Bộ Công an xây dựng đề xuất phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và 1 đến 2 triệu đồng với người điều khiển xe máy khi dùng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 với nhiều điểm mới. Bộ Công an đã dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe và đang lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm. Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ xây dựng nghị định quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trong đó có quy định cụ thể hành vi vi phạm hành chính bị trừ điểm giấy phép lái xe. Bộ Công an cũng đang chuẩn bị và sẽ ban hành thông tư quy định cụ thể về kiểm tra lại kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với các trường hợp bị trừ hết điểm sau khi nghị định của Chính phủ được ban hành. Khi bị trừ hết điểm, sẽ có quy định phải học và kiểm tra lại kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với người vi phạm khi đủ điều kiện mới cấp lại điểm trong giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, để thuận tiện cho việc trừ điểm, cải cách thủ tục hành chính, tránh gây nhầm lẫn phiền hà trong việc trừ điểm với người dân vi phạm, Bộ Công an sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về vi phạm, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Dự thảo nghị định đề xuất các mức phạt lỗi sử dụng giấy phép lái xe đã bị trừ hết điểm từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 như sau: phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 125 cm³ hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW và các loại xe tương tự xe mô tô; phạt tiền 4 triệu đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 125 cm³ trở lên hoặc có công suất động cơ điện trên 11 kW, xe mô tô 3 bánh. Cùng với đó, phạt tiền 10 đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ. Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết. Ngoài ra, giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất sẽ được phục hồi đủ 12 điểm. Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó. Sau thời hạn ít nhất là 6 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại khoản 7 điều 61 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 do lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm. Dự thảo cũng quy định về xử phạt trừ điểm bằng lái của tài xế ô tô chở học sinh trẻ mầm non như phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng với một trong các hành vi vi phạm gồm không hướng dẫn học sinh trẻ em mầm non ngồi đúng vị trí quy định trong xe, lái xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh tiểu học không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không sử dụng xe có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định. Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng với một trong các hành vi vi phạm gồm lái ô tô chở học sinh tiểu học, trẻ mầm non không có hoặc không đủ người quản lý trên mỗi xe theo quy định tại khoản 3 điều 46 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, điều khiển xe ô tô chở học sinh, trẻ mầm non mà chưa đủ 2 năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách, điều khiển xe ô tô chở học sinh, trẻ mầm non mà lái xe người quản lý chưa được tập huấn về quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh trẻ mầm non. Phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với hành vi lái xe kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ mầm non mà không có thiết bị ghi nhận hình ảnh học sinh, trẻ mầm non hoặc thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe hoặc xe có niên hạn sử dụng không đúng quy định hoặc không có màu sơn theo quy định đối với xe chở học sinh, trẻ em mầm non.